Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, Agassi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và điều chỉnh LED RGB 5050. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu cho mọi người các thiết bị và công năng của hệ đèn LED RGB 5050. Bộ đổi nguồn có chức năng chính là chuyển đổi từ nguồn điện 220V sang dòng điện 12 hoặc 24V. LED dán 5050 RGB cuộn 5m với 120 chip LED trên 1m, công suất lên đến 19.2W, mặt cảm ứng gắn tường 4 vùng độc lập T15 dùng để điều khiển cường độ ánh sáng, nhiệt độ màu CCT hay thay đổi màu sắc đèn RGB. Hub Zigbee không dây 3.0 giúp nhận tín hiệu và điều khiển các thiết bị đèn LED có kết nối Zigbee, và một bộ điều khiển WZ5 dùng để kết nối với hub Zigbee giúp hỗ trợ tăng giảm ánh sáng, điều khiển LED đơn sắc, dim, LED 3 màu CCT cũng như LED nhiều màu RGB. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và đi dây giữa các thiết bị. Bước 1 cũng là bước quan trọng nhất. Hãy kết nối bộ đổ nguồn và ổ cắm để chuyển từ nguồn điện 220V mà chúng ta đang sử dụng sang 12 hoặc 24V để phù hợp với hệ điện thế của LED, nhằm tránh nguy cơ làm hỏng đèn. Ở bước này, vì là dòng điện xoay chiều nên các bạn cứ yên tâm gắn bất kỳ dây nào của bộ đổ nguồn và đầu dây nào của công tắc đều được hết. Bước 2, tương tự với bước 1, các bạn cũng hãy kết nối với mặt cảm ứng T15 vào nguồn điện 220V. Với một mặt cảm ứng gắn tường T15, bạn có thể dùng tối đa là 4 bộ WZ5. Bước 3, ta tiến hành đấu dây của bộ điều khiển WZ5 và bộ đổ nguồn. Khác với bước 1, vì đây là dòng điện một chiều, các bạn hãy kết nối cực âm và dương lần lượt vào những ổ cắm tương ứng. Bước 4, với đầu còn lại của bộ điều khiển WZ5, ta hãy kết nối với dây LED 5050. Vì giai đoạn này có nhiều dây hơn bình thường, nên các bạn hãy tập trung giúp mình nha. Trên dây LED sẽ có các màu dây tương ứng với từng ký hiệu trên bộ điều khiển WZ5 lần lượt như sau. Dây màu xanh lá, ký hiệu là chữ G, viết tắt cho Green. Dây màu đỏ, ký hiệu là R, viết tắt cho Red. Dây xanh dương, ký hiệu là B, viết tắt cho Blue. Và dây màu đen, các bạn hãy đấu với cực dương trên bộ điều khiển. Còn những ổ cắm khác, trong giới hạn của video này, các bạn không cần quan tâm đến chúng. Vậy là công đoạn đi dây đã hoàn tất. Để điều khiển được hệ đèn, ta có thể điều khiển bằng công tắc cảm ứng T15 thông qua sóng RF hoặc với app Agassi Home thông qua hub Zigbee. Để kết nối bộ điều khiển LED WZ5 với app Agassi Home thông qua hub Zigbee, ta sẽ làm những bước sau đây. Nếu muốn tăng giảm độ sáng đèn, viết tắt là dim, thì ta sẽ nhấn vào giữ nút Match Set khoảng 8 giây cho đến khi đèn trên chữ Run chuyển sang màu trắng thì thả ra. Đèn ở chữ Run sau đó sẽ nhấp nháy. Tới lúc này thì bạn có thể điều khiển được độ sáng của đèn. Nếu muốn điều khiển đèn 3 màu, viết tắt là CCT, thì ta cũng sẽ nhấn và giữ nút Match Set khoảng 10 giây cho đến khi đèn ở chữ Run chuyển sang màu vàng thì thả ra. Đèn chữ Run sau đó sẽ nhấp nháy. Tới lúc này thì bạn có thể điều khiển được cả đèn LED 3 màu CCT. Tương tự, để điều chỉnh cho LED RGB 5050 thì ta sẽ nhấn và giữ nút Match Set khoảng 12 giây cho đến khi đèn trên chữ Run chuyển sang màu đỏ thì thả ra. Đèn ở chữ Run sau đó sẽ nhấp nháy. Tới lúc này thì bạn có thể điều khiển được đèn LED nhiều màu RGB 5050. Để kết nối với bộ điều khiển LED CV5 với app Agassi Home thông qua hub Zigbee, thì đầu tiên các bạn hãy download app Agassi Home trên điện thoại. Nếu còn chưa rõ thì các bạn hãy ghé qua video này ở góc phải màn hình để theo dõi và cài đặt nha. Tiếp theo, bạn sẽ cần một chiếc hub Zigbee 3.0. Ta sẽ nhấn và giữ nút Match Set khoảng 12 giây cho đến khi đèn trên chữ Run chuyển sang màu đỏ thì thả ra. Đèn trên chữ Run sau đó sẽ nhấp nháy. Trong lúc đợi đèn ngừng nháy, ta sẽ kết nối hub với app Agassi Home như trên video. Sau đây sẽ là cách điều khiển và tăng độ sáng đèn bằng mặt cảm ứng T15. Ở phía bên trái, ta sẽ thấy có 4 số thứ tự, tương ứng với 4 số dây đèn mà ta có thể điều khiển. Có 2 thanh điều chỉnh nhiệt độ màu, thanh bên trái dùng cho LED RGB 5050, thanh bên phải dùng cho LED 3 màu 5050. Phía bên phải lần lượt là công tắc đèn, chế độ của đèn, bao gồm đèn đơn sắc hoặc đèn sáng nhiều màu, vân vân. Điều chỉnh tăng, giảm ánh sáng và tốc độ của đèn LED.
cuối cùng là hoán đổi từ chế độ RGB sang chế độ 3 màu. Sau đây sẽ là cách điều khiển và tăng độ sáng đèn bằng app Akasi Home. Thay vì điều chỉnh ánh sáng qua một bộ điều khiển được cố định trên tường, thì giờ đây ta có thể dễ dàng điều chỉnh màu ánh sáng theo ý muốn, tăng giảm ánh sáng trắng, sử dụng nhiều chế độ đèn khác nhau. Để đèn nhúng nhảy theo nhạc, hẹn giờ bật tắt, vân vân. Bây giờ thì tha hồ tiến hành điều khiển ánh sáng đèn theo ý thích của bạn bằng chiếc smartphone trên tay mà không cần phải sử dụng bảng điều khiển được gắn trên tường nữa. Vừa tiện mà cũng vừa thật thú vị phải không nào? Vậy là mình đã giới thiệu với các bạn cách lắp đặt và điều chỉnh LED RGB 5050. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bỏ lại một like và một đăng ký kênh cho Akasi Lighting để được biết thêm những kiến thức hữu ích nhất về tất cả những loại đèn LED nói chung và đèn thông minh nói riêng. Akasi xin chào và hẹn gặp lại.